Trái tim của robot, robot em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thay tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Để má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai. Anh chưa từng phải say nắng một ai, nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại. Và khi có em về chung một nhà, có bao nhiêu điều thú vị xảy ra. Anh viết tặng em vài bài tình ca, một ít liều nhỏ hai quả thi ha. Có anh bên cạnh em tìm đâu xa, real love ở đây em tìm đâu xa. Người tốt như anh em tìm đâu ra, ông tơ bà nguyện kết tình đôi ta. Trái tim của robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh em và sai. Ôi trời ơi à trời, cái mùa gì đâu mà nóng quá vậy ta. Tính ra là cũng gần đến trung thu rồi, sắp đến mùa hạ rồi, đâu phải là giữa mùa hè đâu. Mà tại sao mà vẫn còn nóng quá trời quá đất vậy trời? Từ sáng giờ uống hết mấy chai coca rồi mà chưa hết nóng nữa. À, còn cái con robot này nữa, sao từ nãy giờ đi chậm rì vậy hả? Robot gì đâu mà chậm chạp quá à. Ngươi có thể nào đi nhanh hơn tí được không? Vâng, thưa chủ nhân, đã bật chế độ chạy nhanh. À, hả? Cái gì? Chế độ chạy nhanh á? Đâu, bây giờ ngươi thử chạy cho ta xem coi có chạy nhanh thiệt không? Vâng, tôi sẽ chạy cho chủ nhân xem. Ui, trời ơi trời, cái gì mà ghê quá vậy trời? Trời ơi, nó phóng một phát một, nhanh ơi là nhanh luôn bạn ơi, dèo một phát biến mất luôn. Ôi trời, ủa khoan từ, vậy tính ra là ngươi chạy về nhà trước ngươi bỏ ta hả? Con robot kia, quay lại đây, trời ơi trời, con robot này, quay lại đây nhanh lên. Trời ơi, phóng nhanh dữ vậy ta cái con robot này. Ngươi có thể nào mà ngươi chạy nhanh nhưng mà chạy nhanh như một con người đâu. Ngươi chạy nhanh như vậy rồi lỡ người ta nhìn thấy ngươi rồi người ta phát hiện ra ngươi không phải là con người rồi sao? Vâng, thưa chủ nhân, chỉnh chế độ bình thường. Trời ơi, vậy từ đầu ngươi cho nó nhanh hơn không? Bật chế độ chạy nhanh như siêu nhân luôn, chạy cái dèo vậy người ta phát hiện là chết luôn á. Đâu, bây giờ ngươi thử đi bình thường cho ta xem coi ngươi có di chuyển bình thường chưa? Vâng, thưa chủ nhân. Ai, rồi đó, được rồi đó, có vẻ là ổn rồi đó. Trời ơi trời, hồi nãy á ta kêu ngươi đi nhanh hơn á thì ngươi phóng cái dèo luôn rồi lỡ ngươi bỏ ta ở đây một mình rồi sao? Đi bộ bình thường thế này thôi, đừng có đi nhanh quá không thôi người ta phát hiện ra ngươi là robot á, hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi, ngươi có câu nào khác ngoài cái câu vâng thưa chủ nhân không? Ta nghe nhức đầu quá. Ôi trời, thôi đi về nhà đi, mệt quá, nhanh lên nhanh lên. Ai, trời nóng muốn chết. Kỳ này về nhà phải làm ít trà sữa uống mới được. Hè. Ai, đi về nhà thôi. Ủa? Cái gì vậy? Ê, em nhỏ. Quay. Cái em bé lùm lùm kia. Ủa, làm gì đứng ở đây hay hay cái gì vậy? Ồ, anh cao quá à. Anh cao thì anh lấy cho em cái bong bóng đi chứ giờ em lấy không được. Hả? Cái gì bong bóng gì? Ủa? À, cái chùm bong bóng của em nó bị dính ở trên cây á hả? Dạ đúng rồi. Nhìn trời ơi, cao quá em lấy không tới. À, yên tâm, có anh ở đây để anh giúp cho. Trời em lùn quá cho nên là em không nhảy lên tới. Đúng rồi, để anh đi anh. À, cao thế này anh nghĩ là chắc mình phải leo lên trên cái cây cục điện này mình mới lên được. Ok, nhảy thôi. À, trời, chắc là không được em ơi. Cái cây cục điện này nó trơn quá, anh leo anh không được rồi. Mà giờ bong bóng nó bị vướng trên kia cao quá, làm sao mà lên. À, bây giờ làm cách nào đây ta? Tội nghiệp thằng bé, vướng cái bong bóng lên trên đó rồi. Làm cách nào đây ta? À, đúng rồi. Quay, Sammy. Vâng. Ngươi có thể nào lên trên kia lấy giúp ta cái bóng bay xuống này được không? Được, thưa chủ nhân. À, được rồi, vậy ngươi lấy giúp ta đi. Vâng, khởi động chế độ bay. Ủa, ui, trời, ngươi bay được lên trên trời luôn hả? Cái gì mà ghê quá vậy? Trời ơi, đúng là robot nha, ghê thiệt, bay được luôn. Wow. Ơ, nhưng mà khoan. Ê, trời ơi, chết rồi Sam ơi, ta nói ngươi nghe nè. Bây giờ á, ngươi dùng chế độ bay, ngươi bay lên trên trời vậy á, lỡ đâu cái thằng bé này nó nhìn thấy ngươi bay xong nó đi nó nói cho người khác biết rồi người ta biết ngươi là robot thì sao? Tại vì con người bình thường thì đâu có thể nào mà bay được. Bây giờ phải làm cách nào đây? Thưa chủ nhân, tôi có khả năng xóa ký ức của con người. Hả? Cái gì? Xóa ký ức á? Có nghĩa là ngươi có thể xóa được ký ức của cậu bé này, lúc mà ngươi bay lên là cậu ta sẽ không còn nhớ rằng là ngươi có thể bay đúng không? Vâng, thưa chủ nhân. Ồ, như vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ nè, đem bong bóng lại trả cho cậu bé đó. Sau đó là hãy xóa đi cái ký ức mà ngươi bay lên hồi nãy đi. Không thôi là cậu bé ấy mà đi đồn tầm bậy tầm bạ là coi như người ta phát hiện ra ngươi là robot đó. Nhanh lên. Vâng. Rồi, em nhỏ ơi, em nhỏ.
anh trả lại bong bóng bay cho em nè. Đó, bong bóng bay của em á. Ủa con nghe nói là chị lấy với anh đâu à? Anh nói nhiều à. Trời ơi chị ơi, cho chị hay quá. Vợ chị hồi nãy em thấy chị bay được không? Chị chỉ em bay ơi. Sammy, mau xóa ký ức của cậu bé này cho tôi. Vâng, thưa chủ nhân. Bật chế độ xóa ký ức. Ủa? Sao mình ở đây vậy ta? À, em nhỏ ơi, em nhỏ. Trời ơi, không có gì đâu. Hồi nãy á, là em bị dính cái bóng bay ở trên cây á. Rồi anh chị lấy cái bóng bay xuống cho em nè. Cái bóng bay em đang cầm trên tay nè. Thôi được rồi, bây giờ về nhà đi. Đừng có đi lung tung nữa, coi chừng bị lạc á. Hiểu không? Ồ, vậy cảm ơn anh chị nha. Ủa mà mình chạy bóng bay nhỏ ta mượn nhớ ta. Rồi đi về đi. Trời ơi, thằng nhóc này. Wow, tính ra là ta cũng không ngờ rằng là một con robot như ngươi có thể gọi là dùng được nhiều thứ như vậy luôn á. Nào là bay được nè, chạy nhanh được nè, rồi còn có thể xóa được ký ức của con người nữa. Ghê thiệt luôn á. Wow, nhưng mà thôi được rồi, bây giờ thì cũng xong chuyện rồi. Thôi đi về nhà thôi, nhanh lên. Vâng, thưa chủ nhân. Về nhà. Đúng rồi, cho xin ít tiền đi chơi nét cơ nhỏ kia. Đúng rồi. Hả? Hình như bên kia đang có hai tên côn đồ đang bắt nạt một ai đó phải không ta? Dạo này ở trong cái khu phố này tùm lum chuyện xảy ra hết à. Ủa mà khoan, cái người kia là ai mà nhìn quen quen với ta? Hình như là Camui thì phải. Ủa, Sammy, ngươi thử nhìn giùm cho ta coi, bên kia có phải là Camui không vậy? Thưa chủ nhân, đó chính là Camui. Hả? Là Camui sao? Trời ơi, hai cái tên côn đồ này dám bắt nạt bạn của ta hả? Láo thiệt chứ. Hai người hãy hẹn tha em. Tiền này là không lấy được đâu á. Tiền này là mẹ em đưa cho em để đi chợ. Nếu mà không có tiền về thì mẹ em mắng em mất. Nên hai anh tha cho em lần này đi. Không có thông cảm gì hết trơn á. Bây giờ một là mày đưa tiền tao để tao đi chơi net. Hai là tao với đại ca tao á quýnh mày luôn á. Mày tên ông đưa tiền đây, nhanh lên. Quay, hai người kia. Hai người tính làm gì bạn tôi hả? Dám ăn hiếp bạn tôi là tôi không tha cho mấy người đâu nha. Phong cần cứu tôi với, giúp tôi với ông ơi. Qua đây, Camui qua đây. Mày là thằng nào ấy? Ê, thằng kia mày là thằng nào? Ủa? Hai người không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là bạn của Camui. Nếu như hai người mà đụng đến Camui là coi như là đụng đến tôi rồi. Tôi không tha cho mấy người đâu nha. Dám bắt nạt bạn tôi hả? Ủa? Ê, xin đệ, thôi thằng nào vậy? Sao hôm nay đầu gấu dữ vậy? Ê, thằng kia, không phải việc của My á, thì My đi chỗ khác ấy, đừng có can thiệp vô. My tin à, có khi ta quấn luôn cả My đấy. Nè, tôi nói cho hai người biết nha. Hai người á, lớn hơn bọn tôi rất là nhiều. Thì hai người tự đi mà kiếm tiền đi, đi làm kiếm tiền đi. Tại sao không chịu đi làm mà bây giờ chấn lột tiền của con nít? Hai người không thấy xấu hổ hả? Ê, xin đệ, thằng đó nó hỏi ta không biết xấu hổ, xin đệ, nhìn mặt ta trông có giống xấu hổ. Nhìn mày, mình nhìn mặt này tụi tao giống xấu hổ lắm hả? Nhìn cái mặt là xem ơi, giống xấu hổ. Tôi nói rồi đó, hai người làm sao thì làm. Nếu như mà hai người mà đụng đến bạn của tôi á, thì hai người đừng có trách tôi không tha cho hai người đâu. Nhưng mà bây giờ tao hết đụng á, mày làm gì được tao hả? Hả? Đúng rồi, sợ quá. À, hai người này láo thiệt, không sợ tôi hả? Còn tính rồi là quýnh bạn của tôi nữa hả? Nếu như hai người dám đụng vô bạn tôi ha, thì tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Có giỏi thì nhau vô. Yeah. Ây da, mấy anh ơi, tha cho em lần này mấy anh ơi. Ây da, đâu rồi, đừng quýnh em à. Mày đặt cứu mỹ nhân hả mày? Trời ơi, tha em lần này đi. Chủ nhân bị tấn công, phát hiện nguy hiểm, bật chế độ bảo vệ. Hai người kia dừng lại. Ủa, con nhỏ này đi. Ủa, em cũng biết luôn đại ca. Nhỏ này hồi nãy đi chung với thằng này nè đại ca. À, đi chung hả? Ê, con nhỏ kia, mày đừng có xía vô chuyện của tụi tao. Hai người mau dừng tay lại, nếu không sẽ biết tay tôi. Ê, trời ơi, đau quá. Ê, hình như con nhỏ này nó nói chuyện như con robot ấy mày. Ê, trời ơi, không quan tâm đâu đại ca. Hay nhỏ này láo quá, hay giờ mình quýt nó luôn đi đại ca. Quýt luôn anh em, quýt. Ok, chơi luôn. Mày xía cái chuyện người khác. Mày đè quýt nó. Quýt luôn cái đầu nó. Quýt rồi, đại ca. Em không có đại ca. Ủa sao nãy giờ mình quýt nó mà nó không xía dây gì vậy đại ca? Tao từ dưới tao, sao con nhỏ này quýt luôn cái người nó. Nãy giờ mình chỉ quýt luôn cái cục sắt vậy. Ồ đúng rồi, đại ca cũng nói vậy. Ở chỗ em quýnh đó, nó không xi nhê gì á mà người nó còn cứng nữa. Không lẽ nó là quái vật hả đại ca? Trời đất ơi, nếu nó quái vật sao mình đấm đồn á, mình đau tay quá trời đất luôn nè, trời sao. Khởi động, chế độ, tấn công. Trời ơi, trời chị ơi, chị ơi, chị tha cho em, chị ơi, chị ơi, chị tha cho em, trời biết lỗi rồi, chị ơi, chị tha cho em, trời ơi.
Chủ nhân ơi, chủ nhân có sao không? Ui, hình như Phong bị ngất rồi hay sao hay Sam? Mình đưa Phong đến bệnh viện đi, không nhớ đâu có vấn đề thì sao? Đưa đến bệnh viện đi Sam ơi. Trời ơi, đau quá mấy bạn ơi. Cái bọn ác độc này, tại sao bọn nó có thể quýnh mình ra đông nổi vậy luôn hả? Gãy chân của mình luôn rồi nè. Tự nhiên làm anh hùng cứu mỹ nhân chi, đau quá trời quá đất. Trời, đau quá. Thưa chủ nhân có sao không? Hả? Còn hỏi nữa hả? Robot Sammy, ngươi không thấy sao? Chân của ta bị gãy luôn rồi nè, mà ngươi còn hỏi nữa. Tự nhiên không làm anh hùng cứu mỹ nhân chi vậy trời. Thôi, nhưng mà thôi kệ, nói chung là giải cứu được ca môi thì được rồi. Không để cho ca môi bị bọn nó bắt nạt. Ủa nhưng mà khoan, từ từ, robot, ta nói ngươi nghe nè. Tính ra từ trước giờ nha, ta để ý á, là ngươi có mỗi một cái câu ngươi nói đi nói lại hoài. Nào là, chủ nhân có sao không? Tuân lệnh chủ nhân. Vâng, tuân lệnh chủ nhân. Có mỗi mấy câu đó ngươi nói đi nói lại hoài à. Ngươi có thể nào nói chuyện như một con người bình thường được không? Tao nhức đầu lắm á. Vâng, thưa chủ nhân. Bật chế độ âm thanh. Hả? Bật chế độ âm thanh là sao? Nói như này được chưa chủ nhân? Ủa cái gì? Sao ngươi nói chuyện nghe bình thường y như con người bình thường vậy? Vâng, thì tại vì trong người tôi có cài đặt chế độ âm thanh nên tôi có thể nhảy tất cả các loại âm thanh nào mà tôi muốn. Trời ơi, vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không nói âm thanh như thế này đi? Ngươi nói cái tiếng nghe như thế này là ta còn nghe dễ chịu hơn. Thôi được rồi, từ nay ngươi cứ dùng cái tiếng này ngươi nói chuyện cho ta nha. Vâng, thưa chủ nhân. Ai, trời ơi, vậy phải nghe dễ thương hơn không? Nhưng mà khoan, ta khát nước quá à. Bây giờ ngươi hay nào dẫn ta xuống dưới kiếm tí nước uống được không? Cho ta khát nước quá à. Dẫn chủ nhân xuống hả? Đúng nhưng rồi. Mà dùng cái xe lăn này thì khá là chậm. Bây giờ tôi sẽ bưng chủ nhân đi được không? Hả? Bưng ta đi á? Cũng được. Đâu ngươi thử bưng ta coi. Rồi chủ nhân leo lên đầu tôi đi. Hả? Rồi cái gì vậy? Sao tự nhiên ngươi bỏ ta lên trên đầu ngươi luôn vậy? Gì cơ vậy? Trời ơi, cái gì chuẩn mà ngươi... Xuống lấy nước. Ngươi, cái gì mà ngươi khỏe dữ vậy trời. Ơi, coi chừng nha, coi chừng đụng đầu ta bây giờ. Trời ơi trời, đi chậm chậm thôi. Ây da, trời ơi đụng đầu ta nè, ây da đau quá. Nước đâu ta? Hả? Nước hả? Từ từ ta xem coi, hình như ở ngoài kia có nước sao á. Ra ngoài canteen mua nước đi. Ây da trời, đụng đầu ta nè, đau quá. Chủ nhân có sao không? Đụng đầu ta chứ còn sao gì nữa. Ây, tính ra con robot này cũng có ích ghê ha. Bây giờ ngươi mau dẫn ta chỗ nào có bán nước đi. Ta mua nước, ta uống, người ta khát nước quá à. Nơi có nước hả? Đúng rồi, nhanh lên. Thưa chủ nhân. Nước đâu ta? Nước nè. Tôi tìm thấy nước rồi nè. Ôi, robot, bình tĩnh. Cái này không phải là nước uống được đâu nha. Cái này là nước hồ á, không có uống được đâu. Trời ơi. Nước nào mà chạy là nước? Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời ơi, cái con robot này. Tôi làm cái gì vậy? Ủa, thì chủ nhân muốn uống nước thì tôi cho chủ nhân uống nước nè. Nè, có chai nước luôn. Trời ơi, tại sao ngươi có thể khờ khạo vậy hả? Cái này là nước hồ mà, chứ đâu phải là nước uống được đâu. Ngươi quăng ta xuống đây vậy. Mau bới ta lên coi, lạnh quá. Vâng, thưa chủ nhân. Nhanh lên. Trời ơi trời. Ây, trời ơi, con robot này. Rồi, đi. Lên. Trời ơi. Sao mà con robot này nó khờ dữ người ta. Thôi đi ra ngoài canteen. À không, ra ngoài canteen gì nữa. Dẫn ta lên trên phòng để ta thay đồ coi. Ướt hết người ta nè, nhanh lên. Vâng, thưa chủ nhân. Trời, ai đụng đầu? Ây da, đầu. Ây da. Đụng đầu ta à. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, khổ thiệt luôn á. Nói chung mà ngươi gọi là có lòng tốt dẫn ta đi uống nước thì cũng được á. Nhưng mà ta nói ngươi nghe nè, nước ở dưới kia là nước hồ, không có uống được đâu. Cho nên là lần sau á, đừng có quăng ta xuống đó nữa nghe chưa. Vâng, thưa chủ nhân. Trời ơi, khổ quá trời quá đất luôn trời. Nhưng mà ở đây chán quá à, không có ai nói chuyện ta ngoài ngươi hết. Buồn ghê á. Bác sĩ ơi. Ủa? Trời ơi, mấy chú, có ai thấy con của tôi, có ai thấy cháu của tôi ở đây trong bệnh viện không? Nó tên là Phong Cận TV á mấy chú. Ủa, ở đây không? Ê, ông nội ơi, con bên đây nè. Trời đất ơi, cháu của ta đây rồi, Phong Cận. Ôi, con làm cái gì mà ra nông nổi này vậy hả con? Trời ơi, ông nội ơi, ông nghe con bị bệnh xong ông ở dưới quê, ông lên đây thăm con hả? Trời đất ơi, tất nhiên là như vậy rồi. Bây giờ á, chỉ còn có một mình ta là người thân của con thôi. Ta không quan tâm cho con thì ai quan tâm cho con hả?
Trời cảm động quá à. Thôi nhưng mà không sao đâu ông nội, con không bị gì đâu. Chẳng qua là một người bạn của con á bị một đám côn đồ tấn công, cho nên là con mới nhào vô con giải cứu bạn của con, cho nên là bị bọn nó đánh chỉ hơi bị gãy chân thôi, chắc là tầm vài tháng là hết à, không có gì đâu. Gãy chân mà còn nói là không sao nữa hả? Hơi Phong Cận à, con có biết là làm như vậy ông nội rất là lo không hả? Bây giờ con mà xảy ra chuyện gì á, ông nội không biết sống như thế nào nữa. Ôi ông ơi, con là con trai mà, con lớn rồi, ông không cần phải lo cho con vậy đâu. Không cần phải lo cái gì, ba mẹ con á đã đi Mỹ từ khi mà con á gọi là mới có sinh ra thôi, chỉ có ta một mình chăm sóc con từ trước tới giờ. Ôi trời, con biết rồi mà, mệt ông nội quá. Nói chung là ông nội nói con vậy đó. Ủa nhỏ này là ai vậy? À, bạn gái của con đúng không? Ủa, dạ không, không phải ông nội ơi. Đây không phải là bạn gái của con, đây là bạn thôi à. Bạn, trời đất ơi, là bạn, là con gái, là bạn gái đó, hiểu chưa? Ôi trời, trời ông nội ơi, tính ra là bạn với lại là bạn gái là khác nhau mà. Thiệt tình luôn á, ông nội thất vọng về con quá. Bây giờ á là con đang tuổi ăn, tuổi sự nghiệp, không có được yêu đương gì hết trơn á. Nếu mà yêu đương á, là ông nội dắt con về quê Trân Châu á tên không? Trời ơi, mệt ông quá à. Lúc nào ông cũng cứ đòi dẫn con về quê hoài. Con nói với ông nghe nè, là con sống ở thành phố quen rồi, với lại con phải sống ở thành phố á thì gọi là tương lai sự nghiệp của con á mới có thể gọi là phát triển được. Ông cứ bắt con về quê hoài. Nhưng mà con nói thật, đây là bạn chứ không phải là bạn gái, ông tin con đi. Sao mà được, bây giờ con hãy nói một cái gì đó để cho ông nội tin đi. À, biết nói gì giờ trời, con chỉ biết nói đây là bạn thôi. À, vậy không chứng minh được đúng không? Vậy tức là nó là bạn gái rồi, đi về quê nhanh lên. Trời, về quê nữa, sao mà về quê hoài. Trời ơi, mệt quá. Thôi được rồi, nếu như mà ông nội không tin con thì chỉ còn cách là con phải nói sự thật thôi. Thật ra, đây không phải là con người, mà đây chính là robot. Trời đất ơi, ba mẹ nó gửi tiền cho nó ăn học, cho nó tớt lên, nó hành người, bây giờ á nó bị ảo hả trời. Con ơi, con có bị cái gì không mà sao con nói đây là robot vậy con? Trời, ông nội tin con đi, cái con bé này nè là robot á chứ không phải là con người đâu. Ông tin con đi, con nói thật mà. Thôi được rồi, bây giờ con cứ ngồi yên đây, để ông nội lên smartphone coi coi cái vé về quê là bao nhiêu tiền, tí nữa ông nội cho con về quê luôn. Cái về quê đó, trời, con nói thật, đây là robot mà. Thôi được rồi, bây giờ ông nội không tin đúng không? Để con chứng minh cho ông nội thấy. Ê robot, robot Sammy. Vâng, thưa chủ nhân. Hey, Sammy, hãy nghe lệnh ta đây. Rồi, bây giờ nha, ông nội coi này nha. Con nói là nói thật chứ không bao giờ con nói dối ông nội đâu. Robot Sammy, bây giờ làm cái gì cho ông nội ta tin ngươi là robot ta? À, ngươi hát cho ông nội ta nghe một bài đi. Hát đi, hát bài nào cũng được. Vâng, thưa chủ nhân. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Cái gì vậy? Sao ông nội quýnh con? Trời đất ơi, ông nội nói con nghe nè, hát thì ai chả hát được. Bộ quá, con tưởng đâu ông nội là đứa trẻ lên ba hả? Hả? Lịnh lừa ông nội hả? Ha, đúng rồi ha các bạn. Tính ra là hát thì ai chẳng hát được đúng không? Con người cũng hát được mà, đâu phải mỗi robot hát được đâu. Vậy giờ sao chứng minh cho ông nội mình tin đây là robot ta? À, có cách rồi. Robot Sammy, ta hỏi ngươi nè, ngươi có biết biến hình không? Biến hình hả? Đúng rồi. Là có nghĩa là biến từ người này sang người khác hả? Đúng rồi. Tôi làm được. Làm được đúng không? Ok, vậy được rồi. À, bây giờ á, ông nội không tin con đúng không? Ông nội nhìn nè. Rồi, bây giờ kêu robot Sammy biến hình gì vậy ta? Biến hình cái trái cây hả? Không được. Hay là biến thành cái xe lăn? Cũng không được luôn. Biến thành gì vậy? À đúng rồi. Robot Sammy, bây giờ ngươi thử biến thành ông nội của ta coi. Ok, vâng, thưa chủ nhân. Rồi ok. Nè nha, bây giờ nè, ông nội nhìn nha. Coi robot Sammy biến hình nè. Rồi biến hình đi. Khởi động chế độ biến hình. Ôi trời đất ơi, nó biến hình thiệt được nè. Trời ơi, thấy chưa, con nói rồi mà, ông nội không tin con. Bây giờ robot Sammy đã biến thành ông nội kìa, y hệt luôn à. Rồi bây giờ ông nội tin con chưa? Tin nó là robot chưa? Thôi được rồi, ông nội tin con đó. Ủa nhưng mà làm sao á con kiếm được con robot này hay vậy? Thật ra câu chuyện cũng dài lắm ông nội ơi. Tính ra là con xuống dưới một cái căn hầm á, xong con kiếm được nó ở bên dưới căn hầm đó. Nhưng mà nói chung là chuyện dài lắm, con không biết kể sao hết trơn à. Nói chung là bây giờ nó coi con là chủ nhân của nó đi theo con hoài à. Ôi nói chung như vậy cũng được. Ta cũng an tâm một tí, cũng có người gọi là chăm sóc cho con á thì cũng đỡ.
Nói chung á là có robot ở đây rồi, cho nên là ông nội cũng không cần phải lo lắng cho con đâu. Có robot chăm sóc cho con rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ robot Sammy, ngươi mau biến hình lại thành bình thường đi, chứ giờ tao nhìn thấy một lần hai ông nội lận, tao không biết ai là thật ai là giả luôn á. Nhanh lên. Vâng, thưa chủ nhân. Khởi động chế độ biến hình. Rồi, ok, đó, thấy không, ông nội thấy hay không, muốn biến thành ai cũng được luôn, ok. Trời ơi, quá xịn. À mà đúng rồi, có chuyện này con phải nhắc ông. Đó chính là chuyện Sammy là robot á, thì ông nhớ là hãy giữ bí mật giùm con nha. Đừng nói cho ai biết hết, không thôi là sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đâu mà. À quên nữa, tao nói ngươi nghe là robot, cái dĩa trái cây này á, tao để lâu lắm rồi, mà tao không có ăn cho nên nó hư hết trơn rồi, ngươi mau về giùm tao đi. Vâng, thưa chủ nhân. Nhanh lên. Rồi ok, cảm ơn ngươi. Hay, nhưng mà ở trong bệnh viện lâu quá mà sao không thấy bạn bè mình tới thăm mình ta. Anh em tốt cái kiểu gì đâu mà mình bị bệnh mà không ai đến thăm hết. Buồn ghê trời. Đâu rồi? Chán thiệt. Đâu rồi? Đâu? Ai có sao? Không có dịch kìa. Ông nào tên là Phong cần TV không? Đâu rồi? Ê mọi người, tôi bên đây nè. Mọi người, Phong ở bên kia kìa. Qua đây mọi người. Trời ơi. Ôi trời, tôi nhớ mọi người quá trời. Tính ra là tôi ở trong bệnh viện nguyên ngày rồi, giờ anh em mới tới thăm tôi ha. Anh em tốt ghê ha. Ha. Anh em tốt ghê ha. Phong ơi, cảm ơn ông lần trước cứu tôi nha. Tôi cũng mua hoa quả này, ông có gì ông ăn nha. Trời ơi, có gì đâu mà ca mui này khách sáo quá. Tại vì chúng ta là bạn bè mà, cho nên tôi thấy bà bị mấy thằng côn đồ nó ăn hiếp thì tôi phải nhào vô, tôi gọi là giải cứu bà chứ. Trời ơi, bạn bè với nhau mà. Ôi, từ giờ mua thêm trái cây kiểu nữa khách sáo à. Trời ơi, trái cây đâu ăn thua rồi. Ông biết sao giờ tôi mới mua thăm ông. Sáng giờ tôi chạy quanh thành phố mới mua đôi Nike gia đình mới này tặng ông nè. Ô, ông mua giày tặng tôi hả? Ôi, ông đi thử, ông chạy vòng tôi coi. Ê, nhưng mà tính ra tôi bị gãy chân mà ông tặng giày sao tôi mang được dịch. Ờ ha. Ờ thôi không sao, không sao. Không đi giày được thì bây giờ tôi ông ra ngoài đi dạo chơi mắc gì đi. Ông nội ơi, tôi đã nói là tôi bị gãy chân mà từ nãy giờ ông cứ rủ tôi đi chơi bắt dí rồi tặng giày tôi, ông cà khịa tôi hoài nha. Thôi nhưng mà thôi, cảm ơn ông vì món quà nha. Cái đôi giày này tôi mang về nhà tôi để từ từ khi nào chân tôi lành thì tôi mang cũng được. Cảm ơn mọi người nha. Thôi mọi người đến thăm tôi thì tôi vui rồi, mang quà làm gì khách sáo á. À, ủa mà Phong ơi, bác này là ai vậy? À đây hả, xin giới thiệu mọi người, đây là ông nội của tôi mới ở dưới quê lên á. Chào mấy đứa. Chào mấy đứa, ông là ông nội của Phong Cận nè. Mấy đứa chơi với nó nhớ giúp đỡ nó nhiều nhiều nha. Trời ơi, ông nội này kỳ quá à. Tính ra con lớn rồi mà ông cứ gọi là nhắc nhở gì không à. Thôi rồi, bây giờ bạn bè con tới rồi, hay là giờ ông nội ở đây chơi chung bọn con đi. Tí nữa khi nào con khỏe bệnh này, ông nội về chúng con, về nhà con, ở với con vài bữa đi, về quê sau. Chứ ông nội về quê hoài à, để con ở đây một mình buồn lắm nha. Đúng rồi. Ôi, nếu mà con nói như vậy rồi thì cũng được. Với lại là bây giờ con cũng đang bệnh nữa, ta cũng không thể nào mà về nhà một mình được. Thôi ta sẽ ở lại đây chơi vài ngày với con vậy. À, dạ trời ơi, ông nội đây với con vui rồi. Thôi rồi bây giờ mọi người vào đây thăm tôi rồi, hay bây giờ kiếm cái trò gì đó một mình chơi game chúng nhau đi ha. Chứ giờ tôi bị què chân luôn rồi, tôi không có thể nào mà tôi ra ngoài chơi bắt dí hay là đá banh được đâu. Cho nên là bây giờ mình lấy điện thoại ra chơi game đi. Trời ơi, vậy mà cũng bây giờ dù ông nội với Phong Cận đang ở kia chơi nhảy dây. Này, tôi nói ông biết ra tôi bị gãy chân mà ông cứ đòi chơi nhảy dây rồi bắt dí đâu không vậy. Trời ơi trời. Cái ông dịch này. Thôi rồi, bây giờ bọn mình lấy điện thoại ra chơi Free Fire đi mọi người ha. Lấy điện thoại chơi Free Fire đi, ok. Vậy đi. Ok. Vô, solo. Rồi, vô. Hey, cuối cùng cũng được về nhà rồi, sau vài tháng ở trong bệnh viện. Ủa một khoan. Ủa, tại sao cửa nhà mình lại mở ta? Ủa, tính ra lúc mình đi mình có đóng cửa mà. Ơi robot, tính ra là ta kêu ngươi ở nhà, ngươi coi nhà ta, mà tại sao cửa lại bị mở vậy, có ăn trộm hả? Gì kỳ vậy ta, tôi nhớ là tôi trước khi đi là tôi đóng cửa rồi mà. Trời ơi, chết rồi. Chắc chắn là có ăn trộm rồi, thiệt luôn á. Ơi, ủa đâu rồi? Ủa khoan. Ủa ông nội. Cháu của ta về nhà rồi đó hả? Ủa ông nội sao ông còn ở đây vậy? Con tưởng là ông lên thăm con vài ngày rồi ông về chứ. Tại sao ông ở đây cả tháng trời vậy? Ai, bây giờ là ông quyết định rồi, ông sẽ ở lại đây chăm sóc cho con luôn. Vậy thì ông mới yên tâm được. Hả? Cái gì? Ông nội ở đây luôn á? Không được đâu. Không. Robot, robot, em ơi em là ai?
ai, không cần lên dây cót. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt. Không là anh thì ai, dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Để má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không. Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai.